hai cái châm nè. Ok. Để mỗi lần để em trước để đây. Để. Đó, đúng rồi cái chùm đó đó. Cứ làm ở ngoài trước đi. Bây giờ rụng quá trời thì không có hái. Đó, có cái chùm đó đó, đúng rồi đó. Hết chưa? Còn không bố? Ờ lấy đi, lấy hết đi. Lấy luôn bố. Lấy được không? Lấy cao à, bố đứng lên cái thang á. Đứng nổi không? Kéo kéo nhiều xuống, kéo nhiều không? Kéo mạnh xuống. Ồ may quá. Cái chừng ngay đây nè. Dạ, đó. Đây là mấy cái chùm nhỏ nhỏ đây nè. Cắt luôn. Để đây chúng cũng vặt thôi. Trên đầu với trên đầu nó còn có cái hơi xanh xanh nè. Này cái tí xíu xanh gì. Thôi xanh thì bỏ qua đi để nó rửa đi chứ. Kia nó cũng có cái tí đây nhưng mà. Cái thâm cái châm của tuổi thơ của mấy người hay ăn vặt ngày xưa này. Mình ăn ít ăn cái này. Đây là bố đứng trên này nè, bố đứng trên này nè. Trên nó có cái chùm vừa vừa thôi. Đó hả? À ha. Đứng lên cao thêm một nấc lên. Nó xanh thì nhiều. Hay là vặt thôi, vặt mấy trái đó thôi. Thôi vặt mấy trái thôi, vặt trái đỏ thôi. Thôi, mỏi tay quá rồi.
coi mọi người coi cho biết là hai trái chăm nó như thế nào nha. Ăn nó ngọt ngọt, nó chát chát nhưng mà nó cũng lạ lạ ngon ngon. Như vậy có biết chăm như thế nào.